À, chào tất cả các bạn nhé. Mình nói một cái điều này chắc có lẽ các bạn cũng không có tin. Mình có một cái cây long thành mà hồi đó là hai mươi mấy năm trước đó, lúc đó là mình nó mới ra thì mình ship về. Thì ban đầu nó chỉ ra ba lớp thôi. Thì mình nuôi một thời gian đó các bạn. Nó tự nhiên nó lên bốn lớp hết đó các bạn. Thì bắt đầu cái là mình ghép ra, thì đây là cái dòng cây thứ nhất. Dòng cây thứ nhất là bây giờ bắt đầu là mình chiết zin nè. Các bạn thấy không? Đó, mình chiết zin, mình chiết ra được có một một hai ba bốn tược ha. Rồi mình chiết zin xong xuôi rồi, rồi cái số này là mình lấy mình ghép ra ở hai cái cây này nè, hai cái cây này. Bây giờ mình lấy trái cái trái đã không, thì cái cây này á nó cũng ra bốn lớp hết, và cái cây này nó cũng ra bốn lớp hết đó các bạn. Nè bây giờ các bạn không tin là mình review lại cho các bạn xem nè. Thì cái hoa này ha là đều bốn lớp ha, rồi cái hoa bên này cũng là bốn lớp ha, cái hoa bên này cũng, rồi cái cây đây là cái cây riêng, mình cũng ghép một cây riêng, cái này là mình ghép một cây riêng ha. Thì đây cái hoa cũng bốn lớp nè. Thì mình sẽ ngắt cái bông này mình tách ra cho các bạn xem ha. Nè đây mình để máy mình tách ra cho các bạn xem, nó là bốn lớp đàng hoàng ha, bốn lớp luôn chứ không phải là ấy đâu, nó là bốn lớp ha. Đây mình sẽ tách ra cho các bạn xem ha. Nè nó bốn lớp ha, cái lớp ở ngoài này á là một lớp ha, nè một lớp nè, rồi một lớp ha, cái lớp này lớp thứ hai ha, lớp này là lớp thứ hai, đây lớp thứ hai nè, lớp thứ hai ha, cái này là lớp thứ ba ha, cái này là lớp thứ ba đó, thấy chưa, cái này lớp thứ ba, cái này là lớp thứ bốn ha, đây nó bốn lớp đây đó, thấy không? Đó là cái hoa thứ nhất. Bây giờ tới cái hoa thứ hai nè, mình nó cũng ra bốn lớp y chang vậy luôn nè, các bạn thấy nè ha, nó cũng ra bốn lớp luôn nè, mình tách ra cho các bạn xem ha. Một lớp nè ha, một lớp đó, lớp này là lớp thứ hai ha, lớp này là lớp thứ hai, thấy chưa đó, lớp này là lớp thứ ba ha, lớp này là lớp thứ ba, đây thứ ba, trong này nó còn một lớp là lớp thứ tư ha. Thì đó là những cái hoa bốn lớp. Rồi ở cái cây đó mình ghép cái cây này, mình ghép ra cái cây này, rồi bắt đầu bây giờ mình lai trái ha, mình lai trái đây, rồi còn cái cây bên này mình cũng ghép ra, nó cũng ra hoa bốn lớp luôn nè các bạn. Nè các bạn đếm nè, một lớp ha, một lớp nè, thấy chưa, một lớp, lớp này là lớp thứ hai ha, lớp này là lớp thứ hai, lớp này là lớp thứ ba ha, lớp này là lớp thứ ba nè, nè thấy chưa, rồi trong này nó còn một lớp là lớp thứ bốn, bốn lớp cho các bạn thấy không. Mình đếm lại nha, một lớp nè ha, một lớp, hai lớp ha, hai lớp, lớp này là lớp thứ ba ha, ba lớp, thấy chưa, lớp này lớp thứ bốn. Ngộ vậy đó chứ, mà bây giờ mình ghép ra cây nào nó cũng ra bốn lớp đó các bạn. Long thành thì thường thường nó ra chỉ có ba lớp thôi, mà bây giờ mình ghép ra cây nào nó cũng ra bốn lớp. Mình cứ tưởng là nó đột biến trong một cái thời gian nào đó nó sẽ trở lại ba lớp, ai về bây giờ mình ghép ra nó là toàn là bốn lớp không mà các bạn, nó ngộ thiệt. Cái hoa này nó mập thù lù luôn nè đó, cái hoa này là chắc cũng bốn lớp luôn rồi nè, hoa này cũng mập thù lù luôn nè, bạn thấy không nè, nó mập nó cứng nè, nó cứng vậy là bốn lớp nè đó. Thì cái ngày đầu cách đây hai mươi mấy năm hồi đó nó mới ra thì mình ship về một cây, đây cái cây mẹ nó đây, mình review cái cây mẹ nó lại cho các bạn xem nè. Cái cây mẹ nó bây giờ nó già lắm rồi, mình để tuốt ở dưới này nè, nó già nó to lắm rồi đó, nó nằm tuốt ở dưới đó đó nè, nó nằm tuốt ở dưới dưới cái ấy đó, có thể xa quá không biết các bạn có thấy hay không đó, cái cây mẹ nó nè, nè cái hoa nó nè, cái hoa nó kia kìa nè, cái hoa nó nè, cái hoa nó đó đó, là cái cây mẹ đó đó, hai mươi mấy năm rồi đó, nằm tuốt ở dưới đó đó, mình để tuốt ở dưới đó tại vì trên này nó chặt quá mà đó, là cây này cũng hai mươi mấy năm luôn nè, cây sương mù nè đó. Thì mình mưa test ra thì mình cứ nghĩ rằng là nó chỉ đột biến trong một thời gian rồi đó nó sẽ trở lại ba lớp, nhưng mà nó vẫn là bốn lớp hoài các bạn. Bây giờ ghép ra thằng nào nó cũng bốn lớp hết, nó đã vậy đó, cho nên là nó có nhiều cái nó kỳ diệu thiệt. Thì hôm nay mình cũng share với các bạn là cái cây long thành mà nó ra bốn lớp, mà nó ra thí dụ như là nó ra một đợt bốn lớp không nói gì, hoặc là trong một cái cây
nó chỉ một hai bông bốn lớp, còn như ba lớp lần này nó ra bốn lớp hết luôn các bạn. À, mình ghép nó ra là nó ra bốn lớp hết luôn, ngộ thiệt đó chứ. Bây giờ thằng này cũng bốn lớp, thằng cái thằng này nè, nó mập thù lù này là chắc là cũng bốn lớp rồi chứ không gì. Đó. Thì tất cả những cái hoa này đều là bốn lớp hết nha các bạn. Long thành mà nó ra bốn lớp, nó đột biến cái gì mình cũng không biết luôn, ngộ thiệt. Lâu mình thấy mình chơi xứ có nhiều cái nó cũng vui, nó có nhiều cái nó cũng có điều kỳ diệu, ngộ thiệt. Thì hôm nay mình thấy nó ấy vậy là mình share với các bạn ha. Đây là những cái cây long thành bốn lớp của mình mà mình ghép ra bây giờ nó vẫn là bốn lớp, chứ thường thường nó đột biến thế rồi hoặc là lâu lâu nó sung nó ra một bông hai bông, nó nói gì. Bây giờ mình ghép là tất cả nó đều ra bốn lớp hết đó các bạn ha. Long thành bốn lớp, ngộ thiệt. Bốn lớp hoa to như cái chén, hoa nó đỏ như máu luôn các bạn, đỏ rất là đỏ luôn, đỏ như máu luôn, hoa bốn lớp hoa to cực kỳ. À, đây là những cái cây long thành của mình ha, cây long thành bốn lớp, tất cả đều là cây long thành bốn lớp ha. Thì cái cây này cũng là bốn lớp nhưng mà cái cây này bây giờ mình mới vừa chiết cành xong nè, đó mình chiết cái cây này cũng lâu rồi, cây này mình ghép cái này cũng được 10 năm rồi đó. Các bạn thấy nè, nó cũ nè, nó già, nó cứng, nó già còn hơn mình nữa. Này lâu lắm rồi, hồi đó mình ghép bộ cốt mà bây giờ nó bự vậy nè. Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình chiết nè, các bạn thấy không? Đó, mình chiết. Mình chia sẻ với các bạn một cái điều này nữa nè. Ngày xưa là mình có cái cây thái công đó, các bạn nhớ không? Cái cây thái công màu tím đen thui đó. Thì nó ra nó màu tím là mình không có nói rồi. Bây giờ mình sưu tầm được một cái giống, nó còn đen, nó còn tím hơn cái thằng thái công nữa. Thì hôm nay mình sẽ, nó trổ bông mình sẽ đi chia sẻ với các bạn luôn ha. Thằng nó tên là Ngọc Nhật Minh 2. Thì đây là cái thằng thái công nè. Thằng thái công hồi xưa là mình cứ hay chia sẻ các bạn, bây giờ mình đang lai trái nè. Đây là cái thằng thái công ha. Thằng thái công mình đang lai trái cho các bạn đây. Đây là cái thằng thái công ha. Thằng thái công hoa tím đen thui. Đó, đây là cái thằng thái công ha. Cái thằng thái công này á thì nó là ba lớp nhưng mà nó cánh hơi, cái đầu hơi nhọn nha các bạn, tím đen thui ha. Thằng thái công này thì cái rìa của nó là nó màu trắng 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 mà cái lớp ấy này thì nó màu cũng màu đen ha. Thằng thái công bây giờ mình đi giới thiệu cho các bạn có một cái loại hoa mình mới sưu tầm, nó đen còn hơn cái thằng thái công nữa, mà nó là cũng cái ấy nhưng mà nó tròn hơn, nó trũ căng sò xòe hơn nha các bạn. Nó tên là Ngọc Nhật Minh 2. Thì mình giới thiệu cho các bạn để cho các bạn nào mà thích cái màu tím đen thui á thì các bạn sưu tầm ha. Còn những cái màu tím như màu tím mực nè, thằng duyên dáng tím nè, các bạn thấy nè, thằng duyên dáng tím nó là màu tím mực nha các bạn, là màu tím mực à, màu tím nhưng mà màu tím mực, hoa to ba lớp hương thơm. Thằng này là duyên dáng tím ha, duyên dáng tím thì nó là màu tím mực các bạn, chứ không phải là màu tím đen thui nè. Quặng nó hoa to gớm, to chà ba lửa luôn, to quá trời to. Mưa nó dập hết rồi các bạn, mưa dập đổ không nổi đó nè. Nó là màu tím mực ha, màu tím mực. Còn màu tím đen thui thì đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại hoa màu tím đen thui nữa. Đây là màu tím đen thui ha, Ngọc Nhật Minh 2, hoa to ba lớp, bự chà bá lửa luôn ha. Thì mình ghép ra được mấy cây đây, mình cũng đang nhân giống đây đó. Thì mình ghép ra được cái này, tên là Ngọc Nhật Minh 2 ha, Ngọc Nhật Minh 2. Thì mình ghép ra được bốn cây, năm cây gì đây. Thì bây giờ nó trổ hoa mình sẽ giới thiệu cho các bạn nè. Mưa quá nó dập nè, các bạn thấy không, nó trổ chưa kịp nó đã dập luôn cái hoa luôn rồi, dập hết. Còn có hoa nào nó trổ thì nó chuyển qua màu tím ha. Đây, đây là cây thứ hai nè, đây là cây thứ nhất ha. Cây bên này là cây thứ nhất, cây này là cây thứ hai nè. Đó, nó ra cái màu tím đen thui như này các bạn, rất là đen luôn ha. Đó, nó màu tím đen thui như thế này. Đây là Ngọc Nhật Minh 2 nha. Nói chung là nó trổ bông chuẩn, nó rất là đẹp luôn, đen tuyền, nó đen như khấu về nhung nha. Nhưng mà mấy bữa nay nó mưa quá là nó chỉ trổ được như thế này thôi. Mà cái dàn nụ này các bạn thấy nè, cái dàn nụ nó nhìn thấy đã lắm nè, cái dàn nụ nó nè, nè các bạn thấy không, nụ chi chích luôn, nụ nè đó, nụ nè, nụ nó rất là sai luôn nha các bạn.
Nói chung là nếu mà bạn nào mà thích cái màu tím đen thui á, cái hoa này là nó trổ căng hơn cái thằng Thái Cẩu một nha các bạn, nhưng mà hoa nó bự hơn, to, hoa bự to mà tím đen hơn nha các bạn, rất là đen luôn. Thì đây là cái một hoa giống mới nha các bạn, hoa giống mới. Nó còn cái thằng Thái Công thì nó cái giống cũng cũ rồi, cũng được mấy năm rồi, nhưng mà nếu bạn nào mà thích cái chơi cái màu tím đen thui thì đây là một cái loạt hoa giống mới, thì các bạn muốn sưu tầm thì các bạn nên sưu tầm ha, màu tím đen thui, nó tên là Ngọc Nhật Minh Hai nha các bạn. Đó, đây là cái một hoa màu tím giống mới à ha. Thì hôm nay thì mình cũng có một cái số mà hoa nó trổ rồi, là mình tìm được một cái số giống mới á, thì mình sẽ nhân giống ra để mình chia sẻ cho các bạn ha. Cái thằng Đun Han đó các bạn, cái thằng Đun Han 2 á, mà nó nay nó rộ mà nó trổ rất là ấy luôn. Thằng Đun Han thì do Han 2 thì nó giống nó cũ rồi. Thì đó, rồi các bạn thấy nè, cái thằng Thái Công 1 nè. Thằng Thái Công 1 nó cũng tím, nhưng mà nó không có tím bằng cái thằng Ngọc Nhật Minh 2 ha. Thằng Thái Công 1 thì nói chung là mỗi thằng nó có một cái vẻ đẹp riêng đó các bạn, chứ mình cũng không có biết được. Còn cái thằng này là thằng Ngân Hà 5 ha. Thằng Ngân Hà 5 hôm nay nó đang rộ bông nè các bạn. Thằng Ngân Hà 5 nó đang rộ bông nè. Nó mới trổ thì nó màu vàng ha. Nó màu vàng, nó sau nó trổ mấy ngày nó chuyển qua màu trắng, rồi nó chuyển qua màu hồng. À, nó ba màu. Thằng này là thằng Ngân Hà 5 ha. Ngân Hà 5 cũng rất là đẹp. Còn thằng này là thằng Hoàng Tiên Hương 1. Hoàng Tiên Hương 1 nè các bạn. Trổ rất là dễ thương. À, Hoàng Tiên Hương 1. Trổ rất là đẹp. Nó hoa bốn lớp nha các bạn. Hoa bốn lớp hương rất là thơm. Hoàng Tiên Hương 1 ha. Còn để mình qua đây mình quay cái cây Đun Han 2 cho các bạn xem nè. Hôm nay nó rộ kinh khủng luôn. Mà mưa quá nó dập hết rồi. Nó dập, nó không có trổ ra chuẩn bông y như là cái mùa nắng đâu các bạn. Cho nên là nó ra ấy tới đâu thì mình quay cái đó cho các bạn xem thôi. Đây là cái thằng Đun Han 2 ha. Thằng Đun Han 2 nè, các bạn thấy nó rộ nè. Đó, nó rộ vậy đó nè. Nó trổ bông thì cũng đẹp lắm đó các bạn, nhưng mà nó mưa quá nó dập hết rồi. Ừ. Nó trổ bông dày đặc vậy nè các bạn thấy không? Dày đặc luôn mà. Mà cái thằng này mình cũng đang lai trái nè. Cũng đang lai trái ra nó. Ra cái bông thì nó mới trổ thì nó màu vàng vậy nè. Đó, thì sau này nó chuyển qua màu hồng màu đỏ nè, các bạn thấy nè. Đó, nó rộ dày ra nè. Thấy chưa? Nó hầu như là cành nào ấy nào nó cũng cũng ấy hết. Rồi mình trái nè, trái mình lai trái cho nó nè. Thì cái thằng này là thằng Đun Han 2, cây này nó cũng già rồi nha các bạn. Rất là già luôn à. Mình để tí nữa rồi mình ấy, rồi mình sẽ lai trái hết cho nó. Cho nó rồi mà có trái thì mình chia sẻ cho các bạn. Thì hôm nay trời nó mưa nó âm u này các bạn thấy không? Đó, nó trời trời nó âm u, nó mưa suốt rồi. Cái này đang bão mà. Thì hoa nó trổ được cái nào thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái đó thôi, chứ còn là chờ đợi không được. Còn đây là thằng tài đơn của mình nè, các bạn thấy nó trổ nè. Thấy không? Thằng tài đơn của mình nè. Trổ các bạn thấy khủng khiếp không? Hoa to như cái chén. Đây là thằng tài đơn ha. Thằng tài đơn của mình. Còn mình có một cái cây ấy nè. Cây thiên phú nó đang trổ nè các bạn. Hoa thiên phú nó đẹp dữ lắm các bạn ơi. Hoa thiên phú thì nó đẹp mê hồn trời đất luôn. Quá đẹp luôn. Hoa thiên phú ha. Hoa thiên phú nó đang trổ nè. Nó đang trổ đó. Rất là đẹp luôn. Nó trổ cái lớp ở ngoài thì nó có lớp màu vàng nha các bạn. Ở trong là nó là màu đỏ. Lớp ngoài nó màu vàng như thế này nè. Ở trong là nó màu đỏ ra vàng sọc đỏ. Còn lớp ngoài nó màu vàng sọc đỏ ít, ở trong nó màu sọc đỏ nhiều ha. Ở cây thiên phú này nó trổ như vậy rồi. Thì hôm nay nó cũng có mấy cái cây xứ hạt để mình quay rồi mình gửi đến các bạn ha. Thì mình có cái cây Long Thành 2. Cái cây Long Thành 2 á các bạn. Mà mình đã làm rễ rồi, mình làm rễ bàn rồi. Nó bốn lớp nha các bạn, bốn lớp cánh nhọn.
À, cây Long Thành 2, 4 lớp cánh nhọn màu đỏ nhung. Còn cái thằng Long Thành 1 hồi nãy mình giới thiệu cho các bạn đó là màu đỏ máu. Còn cái thằng này là 4 lớp màu đỏ nhung nha các bạn. 4 lớp màu đỏ nhung. Cái cây này là mình làm rễ bàn rồi. Các bạn thấy nè, mình cắt củ mình làm rễ bàn rồi. Mình đang nuôi nó mà. Nè, đang nuôi nó để nó thành rễ bàn mình chơi. Thì nó đang ra bông nè. Đó. Trên này nó cũng có một chùm bông nữa nè. Đã không? Xứ hạt hôm nay thì nó trổ nhiều nhưng mà vào nó không có đẹp. Có cái mấy cây gọi là tạm nhìn được. Thì mình giới thiệu cho các bạn đây là cây Phương Lâm Vàng mà nó như thế này nè các bạn. Mình lai Phương Lâm Vàng bây giờ nó ra như thế này. Ha. Thầy thố có hoa nào bán hoa đó nha các bạn. Cây này là cây số 1. Nó cao khoảng cỡ nửa thước có rồi đó, 60 phân ha. Rất là cao luôn. Nè các bạn thấy nó cao nè, 2 năm rồi mà. Cây này cây số 1 mình bán 100 ngàn. Đây là cây Phương Lam Vàng thứ hai nha các bạn. Đây là cây Phương Lam Vàng thứ hai. Các bạn thấy nè. Mình lai Phương Lam Vàng mà nó ra cái gì á mình cũng không có hiểu luôn. Không có hiểu nó nổi luôn á. À, các bạn thấy nè. Đó, đây là cây Phương Lam Vàng thứ hai ha. Thì nó lại ra màu này, thằng này thì nó ra màu này, thằng này thì nó ra màu này. Nó ngộ thiệt đó chứ. Ba lớp nha các bạn. Ba lớp ha. Đây, con Phương Lam Vàng đây. Cây này là cây số 2 ha, mình bán 150k. Nó phân tàn đẹp lắm các bạn, nó phân tàn 4 năm tàn luôn. Cây nó cao có 60 phân hết rồi. Cao lắm rồi, nói chung là mình trồng ở đây là 2 năm rồi mà nó ra như thế này ha. À, cây này được 6 tược, 2 4 5 6 tược. Đó các bạn. Đây là cây số 2, mình bán 150k. Ha. Mình đến với cái cây thứ 3. Cây thứ 3 thì nó là cánh đơn các bạn, mà nó ra như thế này. Đây. Hoa màu tím đẹp. Tím đậm nha các bạn. Màu tím đậm. Dàn nụ cũng rất là nhiều luôn ha. Cây này mình bán 100k. Cây này là cây thứ 5 ha. À, cây này là cây thứ 4 ha. Cây thứ 4 thì con của Beauty Full Smile mà nó ra có một lớp rồi. À, cây này mình bán 50k ha. À, mình đến với cây số 6. Cây số 6 thì nó là con của Hoàng Ăn. Con của Hoàng Ăn á, mà nó ra vậy các bạn. Các bạn thấy thương tâm không? Nè. Hoa này là hoa Hoàng Ăn đó nha các bạn. Mình lai like Hoàng Ăn mà nó ra như thế này, ra cánh đơn ha. Nó ra cánh đơn, nói chung là nó cũng đẹp nhưng mà nó là có một lớp rồi các bạn. Uổng ghê luôn á. À, cây này mình bán 100k. Cây số 5 ha. 100k. Thì nó ra mình lai khi mình lai thì nó ra tùm lum như vậy á. Thì nói chung là mình cũng nói để các bạn chuẩn bị cái tư tưởng nó là như vậy chứ nhiều khi đồ hở quá cũng đâu có được các bạn. Thì còn một cây cuối cùng đó là cây thứ 6 á thì mình làm một cây vip trắng nha các bạn. Vip trắng ba lớp hương thơm con của bà Tuyết. Ha. Con của bà Tuyết nha các bạn. Thì cây này cũng một một lượt với nó luôn á. Thì nó trổ nè các bạn thấy cái dàn nụ nó trổ nè. Nó mình tính để lại mình chơi mà nó trổ này quá trời luôn. Mười mấy hai chục nụ, nói chung cái dàn nụ cũng mười mấy bông luôn đó các bạn. Rất là đẹp ha. Cây này là con của bà Tuyết. Hoa ba lớp thơm cực kỳ thơm luôn các bạn. Thơm nồng mũi luôn á ha. Nó là cánh dúng mà cánh nhọn. Ngộ thiệt. À, cây này mình bán 300k. Thì nói chung là hôm nay mình chỉ có 6 cây như vậy thôi. Trổ thì rất là nhiều chứ không phải là không, nhưng mà hoa không có đẹp. Cho nên là mình không có thể bán cho các bạn được. Hoa chừng nào mình nhìn thấy được mắt chứ. Quá xấu. Xấu quá sao bán. Thì mình hôm nay mình chỉ có 6 cây vậy thôi, mình gửi đến các bạn nha. Bạn nào thích cây nào thì cứ điện thoại cho mình nha. Một ngày mới hoa ba trồng, luôn chúc tất cả mọi người anh em gần xa được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn nha. Phát tài, phát lộc, sức khỏe, giàu, gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả mọi người. Thân ái.